phải, ta đã trả thù, ta đã trả thù. Trời thương hại ta, đã cho ta Tiểu Thúy. Ta huấn luyện nó, ta lợi dụng nó, dụ dỗ Trần Gia, rồi ta một nhát hai nhát ta cứ cắm, ta cắm chết nó rồi. Máu của hắn đã trào ra, ta đã trả thù, ta đã trả thù rồi. Ta mới là con Diễm Hồng, ta mới là con Diễm Hồng, ta mới là con Diễm Hồng. Diễm Hồng là ta. Ngươi không phải. Cung Diễm Hồng chỉ ghét Tiểu Thanh một mình hắn, vẫn còn tình với Văn Công Tử. Sao hắn lại giết Văn Công Tử chứ? Ta có tình với hắn, hắn có mắt không có người. Cung Diễm Hồng này xinh đẹp như vậy mà hắn không chọn, lại cho con nha đầu, cái con tiện nhân hạ đẳng, thật là hạ tiện. Ta còn có tình với hắn hay sao? Dù cho hắn chết 100.000 lần, 1 vạn lần, ta cũng không có hả giận đâu. Sao ngươi lại? Ngươi câm miệng! Ngươi câm miệng! Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng đi! Dù chết cũng vì tình. Sư phụ, ta chẳng có chút tình nghĩa nào với Du Trần đại sư. Ngươi, Tiểu Thúy, Tiểu Thúy đã chết rồi mà. Ngươi là ma, có ma, hồn đoạt mạng, có ma, có ma. Tiểu Thúy vốn là chưa có bị chết. Đại nhân, bây giờ ngươi biết ai là hung thủ rồi. Thì là tức quá, bổn quan xem chúng ta bị người gạt rồi. Người đâu, bắt hắn lại. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Buông ta ra, buông ta ra. Vừa rồi ta chỉ bị ma dập thôi. Trên thế gian này vốn là không có ma, cho dù là có thì cũng là ở trong lòng của người thôi. Cái con ma này chính là tâm ma của người, ganh tị. Bà xã, cha. Nương tử, hôm nay không có vụ gì mới hả? Không có, thiệt là sống lặng như tờ. Tất cả người Quảng Châu như là bị thôi miên vậy. Vậy thì phải, người mà hung mang ác động nhất ở trong thành đã bị cậu hai thu phục hắn rồi. Mấy con chuột con gián khác đâu có dám gây chuyện cho. Chê, có nhiều vụ thư kiện rồi được thắng đâu có dù chứ. Ê, Tiểu Thúy đâu? Tại sao không thấy ra ăn cơm? Đã sai sơ cẩu ra kêu rồi. Coi bộ không có cần kêu bà. Sao chuyện có bà Long đã mấy bữa chưa có ra ăn cơm chung với chúng ta? Vậy thì phải, nhiều khi bà như núp ở trong cái tủ áo vậy à. Nếu như không có lên tiếng thì không ai biết là ở chung nhà đâu. Ê, thì khó nói lắm. Con người nó lương thiện như vậy, đối với thảm kịch này đó hả, nó nhất định hối hận lắm. Con đã giải thích mấy lần rồi, đâu có liên kẹt tụi nó chứ. Sao vẫn suy nghĩ dại dột như vậy? Con cũng biết nói, đây là tâm ma mà. Không phải đâu, cả nhà ở chung với nhau quan trọng nhất là phải hòa nhã. Để một lát Tiểu Thúy ra ngoài, các người nạt nào cũng được, dụ dỗ cũng được, bất cứ giới nào cũng phải mở ra được cái mắt trong lòng của cổ. Được. Sư phụ, sư phụ à, mợ hai bỏ đi rồi. Hả? Giờ rồi vô phòng mợ hai. Tôi phát hiện đồ đã mất hết, chỉ có lá thư này. Coi. Đừng có dành nè. Nói cái gì? Thái lão già tôn kính, lão già phu nhân, anh Đông. Ê già, ông xã, đọc nội dung đi. Khi mà các vị đọc được bức thư này thì con đã rời khỏi nhà họ Tống rồi. Hơi già, cuốn gói bỏ đi. Có để thơ lại nữa. Hơi già, bà có lấy đồ đi mà không phải cuốn gói bỏ đi sao? Nói vậy mà cũng nói. Tôi quay cái đường hôm nữa. Kệ họ, đọc tiếp đi. Những chuyện này nhờ họ Tống là những chuyện này mà Tiểu Thúy cảm thấy sung sướng nhất, thấy vui vẻ nhất. Tất cả những người của nhà họ Tống đều đối với ta rất tốt. Chi tiết là Tiểu Thúy bạc mệnh, không có phước đức này thôi. Người bạc mệnh như vậy vốn không có điều kiện được hưởng phước đức. Trời sinh ra là đã như vậy rồi. Cậu hai rất tốt. Như vậy nếu ta ở lại bên cạnh cậu thì chỉ làm chia bớt phước đức của cậu ấy mà thôi, và còn liên lụy tới cậu nữa. Tiểu Thúy mang ân nghĩa của nhà họ Tống, đâu có thể nỡ làm như vậy. Chỉ mong là cậu hai lớn lên rồi sẽ kiếm được một người vợ xinh đẹp. Như vậy là ta đã mạng nguyện. Ân nghĩa của sư phụ rốt cuộc ta đã trả dứt. Dù bà có chết nơi suối vàng cũng không thể nào trách ta. Nhưng mà vô Trần đại sư bị chết, tuy các người đều nói là vì ta bị sư phụ lợi dụng, nhưng mà dù sao con người đã bị chết, không lẽ ta thiệt không có chút trách nhiệm nào hay sao? Nếu trời có tình trời cũng già, bao nhiêu tình thù ân oán ta thì không biết phải làm sao đi nhìn mặt. Có lẽ người khổ mạng này vốn không nên chịu ân của người khác, mang tình của người khác. Trời đất tuy lớn
nhưng lại có chỗ nào khiến ta có thể dung thân được đây? Ta chỉ biết là nhỏ họ Tống thật là quá rất tốt, vốn không có nên chứa chấp kẻ bạc mệnh này. Lão già, phu nhân, cậu hai, xin thứ lỗi cho ta đã bỏ đi không giả từ. Chỉ mong sau này đừng gặp mặt nhau nữa. Tiểu Thúy. Mợ hai à? Mợ hai? Mợ hai? Tiểu Thúy! Tiểu Thúy à, người ở đâu vậy? Mợ hai? Mợ hai? Mợ hai à? Thực sự đang ở đâu vậy? Mơ đừng sợ, đưa ta đây, đưa đây, đưa đây, không sao đâu, mơ đừng sợ, đừng sợ, cẩn thận nha, đừng sợ. Sư cậu, sao sắc mặt ngươi kỳ vậy? Mợ hay, mợ không sao thì được rồi. Sư cậu, sư cậu, sư cậu, sư cậu, ngươi có sợ hay không? Sư cậu, bỏ người ta, bỏ người ta. Đâu mất rồi, đâu mất tiền rồi. Đâu rồi? Thưa Thúy, qua đây nè, chúng ta bên này. Tiểu Thúy. Mẹ. Hắn có tỉnh lại không? Cũng tại con, đại con không tốt. Nếu sư cậu không phải vì cứu con thì đâu có bị rắn cắn như bây giờ. Tiểu Thúy, đừng có tự trách mình nữa, đâu có mắc mới gì tới ngươi. Huống chi không có ai ngờ mà. Thưa mẹ, sư cậu có bị gì hay không? Bây giờ tình thế của hắn cũng nguy hiểm lắm, chỉ mong hắn không sao. Để hắn ngồi dậy đi. Tiểu Thúy, qua đây. Có chuyện gì đó thưa mẹ? Đã coi ta là mẹ chồng thì phải nghe lời của ta. Tiểu Thúy, cái chết của sư phụ của người đã qua rồi, thêm vào bà đã không ở đây nữa, chúng tôi cũng chưa hề trách người. Dạ con biết, nhưng con đã từng giúp cho sư phụ gả các người, con thì không có mặt mũi nhà họ Tống. Tiểu Thúy, con đừng nói như vậy. Tiểu Thúy, đứng dậy đi đã. Tiểu Thúy đã quyết ý phải đi rồi, xin mẹ hãy cho tội nguyện. Đứng dậy đã. Người là một người con gái lẻ loi, lại không có chỗ trú thân, biểu ta làm sao yên tâm? Trời đất lớn như vậy, nhất định là sẽ có chỗ dung thân. Con biết tự chăm sóc lấy mình. Cái gì tự bảo vệ cho mình cũng không đủ sức, làm sao tự chăm sóc lấy mình? Hôm nay có sợ cậu cứu lại người thôi, nếu không người đã bị chết rồi. Bây giờ người bỏ đi một mình như vậy, ta thì không làm sao yên tâm. Mợ hai. Sư cậu, ngươi có sao không? Ngươi sao rồi? Mợ hai. Ta ở đây nè, ngươi yên tâm đi. Sư cậu ngươi nhất định sẽ không sao. Mợ đừng có sợ, ta sẽ cứu mợ. Mợ không thấy bị gì đâu. Tiểu Thúy à, thực ra lâu nay ta thích cô lắm. Tiểu Thúy, ta thích cô lắm. Tiểu Thúy. Kênh TVB tiếng Việt hân hạnh giới thiệu gói thành viên Super VIP hoàn toàn mới dành riêng cho khán giả hải ngoại. Với gói này, bạn có thể thỏa thích thưởng thức những bộ phim TVB mới nhất đang được phát sóng trên đài TVB Hồng Kông như Danh Tiếng Gia Tộc phần 2, Tiểu Tử Thần Kỳ, vân vân, cùng với những đặc quyền tương tự như thành viên vàng. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đăng ký ngay hôm nay để khám phá thế giới giải trí đầy mới mẻ. Chương trình không áp dụng cho khán giả tại Việt Nam.